chúng ta sẽ cần nhớ cái gì? Các bạn biết rồi, tuyến giáp sẽ được cấu tạo bởi cả cái nang giáp, đúng không ạ? Cả cái nang giáp thì các bạn nhớ như cô, đó là cái tế bào quanh nang và cái chất keo nằm trong cái tế bào quanh nang đó. Tế bào quanh nang của tuyến giáp là một hàng tế bào biểu mô vuông đơn. Vuông đơn thì nhân hình gì? Vuông thì nhân hình gì? Nhân vuông luôn. Nhân hình cầu hoặc hình tròn, đúng không? Đó, thì chúng ta thấy này, cứ thấy một cái hàng như cái hạt cơm đây này, thấy không? Đó, một hàng như thế này thì nó sẽ tạo thành một cái thanh nang hay là cái vỏ nang của nang giáp, được chưa? Đó, cái vỏ nang của nang giáp đây này. Đó, và trong lòng của cái nang này sẽ chứa đựng một cái chất, cái dịch này nó ở dạng keo, người ta gọi là chất keo của tuyến giáp hay còn gọi là chất keo giáp tràng, chưa? Giáp tràng, tràng có lẽ là tuyến, đúng không ạ? Và giáp là tuyến giáp, chưa? Thì chúng ta có chất keo giáp tràng. Vậy ở trong cái này các bạn phải xác định cho cô, nếu cô khoanh tròn cả cái này này mà hỏi các bạn là chi tiết được khoanh tròn hoặc là cô khoanh nhỏ nhỏ cái này thôi, cô khoanh cái này nhỏ nhỏ thôi, chi tiết được khoanh tròn nói gì, thì các bạn trả lời đây là một nang giáp. Nhưng nếu cô khoanh tròn cũng như thế này, các bạn trả lời là gì ạ? Cái gì ạ? Vỏ nang thôi, chất keo này không còn nữa. Vì sao? Vì sao chất keo ở đây không còn nữa? Các bạn hình dung là bạn luộc quả trứng lên ý. Bây giờ cô cho các bạn thái từng lát mỏng, ơi là mỏng một, thì điều gì xảy ra? Cái lông đỏ nó rơi liền, đúng không? Thì ở đây cũng thể chất keo nó rơi ra là chuyện bình thường. Cho nên tí nữa các bạn sẽ thấy ở trên cái tiêu bản này đâu đỏ nó rơi một vài cái chất keo nó lại nằm ở đâu đỏ mà không có vỏ nang, đúng không? Đấy, rồi tiếp nữa là gì? Sao ở đây nó cũng nằm ở đây, nó cũng có cái hình dạng của cả cái nang này, nhưng sao nó lại nằm có một tí đấy, con đây đâu rồi? Đây đâu rồi? Cái quá trình làm tiêu bản cô nêu cho các bạn khi ở học lý thuyết ấy, các bạn thấy có cái khâu gì hay? Khâu gì hay? Sấy, đúng không? Sấy. Sấy nó sẽ làm khô cái vật, cô đọc cái chất keo này, đúng không? Nó cô đọc thì nó sẽ co lại để đến một cái khoảng trống giữa thanh nang và chất keo, đúng không? Tất cả những cái này trong đâu các bạn phải biền luận được. Nhưng mà chứ không phải đời mình hỏi là ê, ai ăn bớt mất chất keo của mình rồi, đúng không? Đấy, như vậy là ở trên này chúng ta thấy chủ yếu là các nang giáp. Và ở tiêu bản này chỉ yêu cầu các bạn một là nắm cho cô đâu là một nang giáp. Chỉ vô đây thì trả lời là, nếu có chỉ đâu quay chỉ là cái gì thì các bạn trả lời là tế bào quanh nang hoặc là vỏ nang tuyến giáp, chưa? Còn chỉ vô đây các bạn trả lời là chất keo tuyến giáp hay là chất keo giáp tràng đều được, như thế nào? Đó, như vậy là những cái mà các bạn cần phải nắm ở trong cái phạm vi bài tiêu bản này, nó đơn giản đó. Cái gì đấy? Mạch máu. Tuyến giáp là một tuyến nội tiết, cho nên xung quanh nó sẽ có rất là nhiều mạch máu. Nhưng mà mạch máu khi các bạn bắt gặp này, thì chúng nó sẽ thấy có những cái vỏ sơ đấy này, cái tổ chức sơ á, cái tổ chức sơ nó sẽ bọc quanh nang hoặc là bọc quanh tuyến giáp ấy. Thì mạch máu nó đi ở trong cái giải sơ đó, chứ nó không đi vào trong cái phần nhu mô này đâu này, nhá. Mà nó sẽ đi trong cái tổ chức sơ này này. Như vậy mà các bạn ra ngoài cái tổ chức sơ này mình nhìn thấy những cái ống như thế này này, thì nó là mạch máu đấy ạ. Nhưng nó không có ống dẫn đâu, nó là mạch máu nha. Thì đầu tuyến nội tiết đâu có ống dẫn đâu, mà nó được đổ trực tiếp vào trong trong máu đấy. Đó là tuyến giáp. Chúng ta sang lại nữa, đó là hạch bạch huyết.